Rạp Việt có còn nóng? Bước sang mùa 4, Rạp Việt vẫn thu hút sự quan tâm và bàn tán. Chương trình năm nay càng được thảo luận nhiều khi tin đồn Hiếu thứ hai thay thế Big Daddy lan truyền. Rạp Việt vừa qua tiến hành casting tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng nghìn gương mặt trẻ. Chưa hé lộ thời gian phát sóng cụ thể nhưng Rạp Việt đã nhanh chóng nhận được sự chú ý, lực tương tác của chương trình chỉ đứng sau anh trai Sehi và anh trai vượt ngàn chông gai. Sức nóng của Rạp Việt. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, 4 buổi casting tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia trực tiếp. Số liệu của YouNamTidai cho thấy Rạp Việt đứng ở vị trí thứ 3 trong các chủ đề âm nhạc hot nhất mạng xã hội một tuần, 22.000 lượt thảo luận, tính tới chiều ngày 22 tháng 7. Nhà sản xuất Rạp Việt 2024 nhận 5.000 đơn đăng ký online và hàng nghìn thí sinh tới casting trực tiếp. Ở mùa gần nhất, Rạp Việt vẫn giữ được sức nóng dù thay đổi đáng kể dàn huấn luyện viên lẫn nhà sản xuất âm nhạc. Thiếu đi đội ngũ làm nhạc từng làm nên thành công cho hai mùa đầu tiên là Space Vesper nhưng mùa 3 đã vượt qua những nghi ngờ và tiếp tục tạo nên nhiều dấu ấn. Theo nhà sản xuất, dựa trên số liệu tổng hợp từ nhiều nền tảng khác nhau, lượt xem của 16 tập Rạp Việt mùa 3 đạt hơn 14,5 tỷ. Những tiết mục trình diễn trong chương trình cũng chạm đến các cột mốc ấn tượng về lượt xem. Rạp Việt mùa 3 cũng có những gương mặt hoạt động năng nổ nhất sau chương trình. Nếu các quán quân, á quân những mùa trước như Dế Choắc, Sichachin hay Blacka, Gducky đều khá gian nan, ít dấu ấn và ngày càng im ắng, thành tích các sản phẩm không cao thì trường hợp Dapper 2T ngược lại. Học trò Big Daddy chạy show liên tục từ Nam ra Bắc, thậm chí biểu diễn ở nhiều show nước ngoài. Thời điểm mới bước ra từ Rạp Việt, lịch trình mỗi tháng của Dapper 2T gần như kín mít. Dapper 2T chiến thắng giải thưởng ở làng Sóng Xanh, cống hiến và phát hành album đầu tay mang tên 10 năm trước. Ngoài là album được đầu tư chỉnh chu, chuyên nghiệp, 10 năm trước còn đánh dấu bước chuyển mình trong âm nhạc của Dapper 2T. Ngoài Dapper 2T, 24K, Rai, Rider hay Pháp Kiều cũng được nhắc đến nhiều. Rider thậm chí có MV chịu cách mình nói thua đạt 50 triệu lượt xem sau 8 tháng phát hành. Anh hiện là gương mặt nổi bật trong chương trình Anh Trai Say Hi. Rider nhiều lần lọt top anh trai có lượt thảo luận cao nhất chương trình. Sau tiết mục Hào Quang đạt lượt bình chọn cao nhất lượt đấu hai vòng Live Say Hi rồi nhanh chóng leo lên top 1 thịnh hành. Sức nóng của Rider càng tăng. Nhìn vào thành tích của những gương mặt kể trên, việc Rạp Việt mùa 4 hấp dẫn với các bạn trẻ cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy một thực tế là để thành công cả khi bước ra khỏi chương trình, những rapper theo đuổi dòng nhạc gần gũi với khán giả đại chúng hơn như MSK, Linh, Dapper 2T, Rider vẫn chiếm lợi thế. Trong khi đó, âm nhạc của Dế Choắc, Gducky không phải không chất lượng nhưng việc nó gai góc, u tối hơn, khiến đối tượng khán giả bị thu hẹp. Hiếu thứ hai thay thế Big Daddy. Hiện tại, có rất nhiều đồn thổi xoay quanh việc Rạp Việt năm nay có những ai tham gia. Trong 4 ngày casting tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giám khảo casting gồm Yersati, Suboy, Thái VJ và Karik. Gần như chắc chắn 4 cái tên kể trên tiếp tục tham gia Rạp Việt năm nay. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của từng người vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu Karik có tiếp tục làm giám khảo cùng Suboy, Yersati như năm trước hay anh trở lại làm huấn luyện viên? Ở mùa 2023, Karik trên hàng ghế giám khảo được nhận xét là thiếu năng nổ, nhiệt huyết hơn so với trước đó, khi anh làm huấn luyện viên và trực tiếp dẫn dắt đàn em. Một trong những lời đồn khiến Rạp Việt 2024 được thảo luận nhiều nhất những ngày qua là Big Daddy rời hàng ghế huấn luyện viên và thay thế anh là Hiếu thứ hai. Thông tin này chắc chắn gây tiếc nuối bởi mùa trước đó, Big Daddy đã dẫn dắt thành công Dapper 2T lên ngôi vị quán quân. Chưa kể, cách nói chuyện hài hước, dí dỏm của huấn luyện viên này đã nhiều lần khuấy động bầu không khí. Trong khi đó, Hiếu thứ hai có ngoại hình đẹp, âm nhạc lôi cuốn nhưng kỹ năng rap của anh chưa được đánh giá cao. Do đó, vị trí huấn luyện viên được nhận xét sẽ là quá sức và chưa phù hợp với rapper sinh năm 1999. Việc Hiếu thứ hai có tham gia Rạp Việt 2024 hay không chưa chắc chắn nhưng tình huống Big Daddy rời Rạp Việt có lẽ là nguy cơ cao. Bởi mới đây, trong một nhóm chat với các thành viên Rạp Việt mùa trước, Big Daddy cho biết năm nay anh không tiếp tục đứng ở hàng ghế huấn luyện viên nữa. Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ vẫn mong đợi đây chỉ là lời nói đùa từ nam rapper.
Các huấn luyện viên còn lại của mùa trước gồm Ender, Bray chưa phản hồi về việc có tiếp tục tham gia không. Trở lại 4 buổi casting, những rapper nổi bật trong làng rap hay những thí sinh đã đi thi nhiều lần như Ma Sơn Nguyễn, Gô Thiết, Tuê Ung Nguyên, Gia Lộc, Côn Di, TC, Di Danh. Trong số đó, MANBO nhận nhiều chú ý bởi cùng tổ đội JERNANJ với Hiếu Thứ Hai, HURRIKNJ và NEGA. Cùng nhà sản xuất nên rap Việt có lẽ sẽ lên sóng sau khi Anh Trai Say Hi kết thúc. Và rất có thể, chương trình sẽ đối đầu trực tiếp với chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt không kém Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hiện tại. Mạng xã hội lan truyền thông tin Hiếu Thứ Hai làm huấn luyện viên rap Việt năm nay.